nhổ một cọng lông mày, cứ lo người ta ước áo, mình là kẻ ước lòng. Nhổ hai cọng lông mày, đừng lo người ta quá, sẽ làm bản thân đau, hãy thương mình trước đã, rồi thương người tính sau. Nhổ cả hàng lông mày, không ăn đúng bữa, không ngủ đúng giờ, mà cứ đòi gặp đúng người đúng thời điểm, ai mà cho. Đúng nhận sai cãi đành đạch ở phần bình luận giúp mình. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mọi người biết không, có những chuyện á, im lặng cũng chính là một câu trả lời đó. Các bạn hãy cùng đón chờ những cái clip tương tự ở series Tình Yêu Đen Thù Lùi trên kênh Ký Kỳ Cục nhé. Sao có những người như vậy nhỉ? Một người chủ động nhắn tin cho bạn trước, nhưng rồi lại làm ngơ, bỏ mặc bạn chờ tin nhắn. Một người á, đặt trạng thái độc thân khi mà bạn thắc mắc về những mối quan hệ xung quanh họ. Một người á, luôn trả lời trong ngoặc kép những cái câu hỏi của bạn bằng những bài hát mà khi mà nghe vào á, là sẽ khớp từng lời từng chữ luôn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ trực tiếp trả lời với bạn. Hay là do bạn đang nghĩ họ đang trả lời theo cách như vậy. Một người á, thường để avatar bản thân họ, nhưng rồi lại đổi sang avatar hình cái bởi cá tính từ cái story mới nhất của bạn đăng. Nếu mà bạn có tình cảm với tôi ấy, thì hãy để hình con cá. Một người luôn luôn nhìn về phía bạn, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Một người dạy bạn thế nào là yêu, nhưng chưa bao giờ yêu bạn. Một người cho bạn 100.000 nỗi nhớ đó, nhưng cũng chưa bao giờ nói nhớ bạn hết. Em và anh không chung tín ngưỡng. Em thì thờ Phật, còn anh thì thờ... Mọi người biết không? Cậu đã dành ra 8 năm trời để mà tìm kiếm một câu trả lời mà theo cậu có thể xoa dịu tất cả những nỗi khuất mắc trong lòng của cậu, để cậu có thể hiểu họ đang nghĩ gì, và để trả lời cho một cái câu hỏi quan trọng nhất, đó là rốt cuộc họ đã từng thích cậu chưa. Để rồi 8 năm trời qua đi, 8 năm, cậu vẫn chưa bao giờ tìm được câu trả lời nào cả. Hay là vốn dĩ ngay từ đầu cái sự im lặng đó, bản thân nó đã là một câu trả lời rồi. Ở cái thời đại điện thoại không rời tay này, không trả lời tin nhắn, nó cũng là một câu trả lời rồi. Luôn luôn tiếp nhận mà không bao giờ chủ động, không rõ ràng, nó cũng là một đáp án rồi. Biết vì sao không? Để mình trả lời cho các bạn nghe, để mình trả lời cho cậu nghe, họ không thích bạn đâu. Cái họ thích á, chính là cái cách bạn thích họ cơ. Bạn để ý đi, khi mà một người yêu bạn á, thì một cái nhíu mày nhỏ nhoi của bạn á, họ cũng để trong lòng. Nhưng mà khi mà một người á, không thích bạn á, thì cho dù bạn có khóc sưng cả mắt á, họ cũng giả vờ không hay. Tình yêu mà, ai yêu nhiều người đó thua. Mình thì cứ lao tâm, còn người ta thì cứ vô tâm. Bạn đừng có cố gắng lừa người lừa mình, cố gắng đào cho ra cái lý do để mà bạn biện minh rằng họ có nỗi khổ này, họ có nỗi khổ kia nữa. Đừng có vẽ ra 100.000 lý do cho một cái sự im lặng của ai đó, như mình đã từng nữa. Sáng suốt lên bạn ơi. Ok, mình sẽ sáng suốt, nghe lời bạn. Làm gì có chuyện đó, đúng không? Mình sẽ không kêu các bạn sáng suốt được đâu. Vì cả bản thân mình á, mình còn không sáng suốt được nữa đây mà. An ủi người khác á, thì nó không khó. Nhưng mà an ủi chính bản thân mình á, thì nó là cả một cái câu chuyện dài cơ. Bởi vậy đừng có hỏi vì sao mà kênh của mình có cả một cái series mang tên là Tình Yêu Đang Thù Lùi nha. Nhổ một cọng lông mày, cứ lo người ta ước áo, mình là kẻ ước lòng. Nhổ hai cọng lông mày,
Đừng lo người ta quá, sẽ làm bản thân đau. Hãy thương mình trước đã, rồi thương người tính sau. Nhổ cả hàng lông mày. Không ăn đúng bữa, không ngủ đúng giờ, mà cứ đòi gặp đúng người đúng thời điểm. Ai mà cho? Đúng nhận sai cãi đành đạch ở phần bình luận giúp mình. Thôi nào đừng có buồn. À mà thôi, cứ buồn đi. Buồn vẫn phải sống, buồn vẫn phải bước tiếp, buồn vẫn phải kiếm tiền báo hiếu cha mẹ, lo cho bản thân. Giờ vậy nè, cùng mình nhắm mắt 10 giây. Chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận cái nỗi buồn này, cảm nhận tâm trí của chúng ta, trái tim này, thân thể này đã hao mòn, đã tổn thương quá nhiều cho một người không xứng đáng rồi. Đã đến lúc chúng ta phải biết thương lấy mình rồi đó. Có những người sừng sững trước mặt ta đó thì giả vờ không thấy. Còn những người á biết là họ sẽ làm ta đau đó, nhưng mà cứ giả vờ mình không đau bố sẽ ổn. Thì sao chứ? Chung quy là vì ta đã quá yêu họ rồi. Yêu sai người. Phải biết học cách buông tay. Có những lúc á nghĩ là không có họ thì cũng không sao hết, thì anh đây vẫn ổn. Nhưng mà một lát sau thì lại chạy theo quán tính, sẽ cảm thấy không biết sẽ như thế nào nếu mà không có họ nữa. Các bạn có vậy không? Nhưng mà cái nồi gì mà luộc con gà 1 tiếng rưỡi đồng hồ không chín, cuộc tình gì mà chia tay 7 8 năm không quên được là không quên được. Tính mình đi, con gà rồi nó sẽ chín. Cuộc tình đó, con người đó, sớm muộn gì ta cũng phải quên được. Để mình chia sẻ cho mọi người cái cách để mà có thể vượt qua cơn thất tình. Đó là hãy thất tình nhiều lần. Mình nói giỡn đó. À nhưng mà mình cũng nói thật đó. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý một điều cho mình nè, đó là đừng có vì muốn quá nhanh quên hình bóng của người đó mà vội vã nắm tay một người khác, vội vã tìm cho mình một người thay thế. Cũng như có một cái câu hát của một bài hát, hát sao quên mất tiêu rồi. Đừng quên, không phải lộn rồi. Đừng hôn nếu môi em chưa quên, dư vị ngọt ngào đôi ta đã trao. Hơi lạc tông. Nhưng mà mình đã cất công hát cho mọi người rồi, thì mọi người cũng hiểu nỗi lòng mình muốn truyền tải cho mọi người đúng không? Còn không mau like, share, đăng ký kênh cho mình nữa. Cho mình hỏi nha, bạn có từng tự trách bản thân bạn không? Hãy tự trả lời thành thật với bản thân bạn nha. Bạn đã từng hối hận vì đã gặp người đó không? Cá nhân cậu nha, lúc đầu á thì cậu cũng có phần hối hận đó. Hối hận vì năm đó, vì ngày tháng đó, đã chọn đi con đường đó để mà gặp được họ. Cậu rất là hối hận. Nhưng rồi mọi người biết làm sao không? Cậu suy nghĩ lại á, cuộc đời mà, bất kỳ ai á đi vào cuộc đời của cậu đều sẽ mang lại cho cậu một bài học. Cho dù là người cậu thương nè, người cậu yêu nè, người cậu hận nè, không có người đó thì chắc là cậu cũng sẽ không trưởng thành được như ngày hôm nay đâu. Nên là lúc sau cậu cũng không hối hận nữa. Cậu đã từng dành ra 8 năm trời, nếu mà là đại lượng có thể đo lường được nha, để mà dành cho một người không đáng. Không ai có thể tắm 2 lần ở một cùng một dòng sông, cùng một vũng bùn.
Nhưng mà xin lỗi đi, cậu làm spa ở bùn luôn. Không ai ngu được như cậu hết á. Nên là phần đời còn lại cậu phải thật là sáng suốt. Cậu phải biết thương lấy mình, vì cậu đã quá ngu rồi, quá thiệt thòi rồi. Và suy cho cùng á, thì cái cuộc đời này á, được bao nhiêu cái 8 năm chứ, đúng không? Tuổi trẻ mà không trải qua suy sụp thì làm sao mà biết trưởng thành chứ, đúng không? Cảm ơn mình của quá khứ đã tạo nên bản thân của hiện tại. Nỗi đau á, nó cũng là một phép màu. Chốt lại á, nếu mà có tiếc nuối á, thì phải công nhận nha, có những mối quan hệ á, khi mà chúng ta mất đi rồi á, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, sẽ cảm thấy trống vắng, tiếc nuối trong lòng. Vì sao? Nó không biến mất sớm hơn đi. Bạn biết làm sao nữa không? Sau khi xem hết chiếc clip này á, bạn hãy làm một việc giúp mình nha. Bạn hãy lấy một tấm gương ra, trả lời cho mình một cái câu hỏi này nè. Đó là người bạn nên quan tâm nhất ở cái thế giới này á. Nó không phải là bạn bè, cũng không phải là người thân, càng không phải là kẻ móc tim bạn ra theo đúng nghĩa đen nữa. Mà người bạn nên quan tâm nhất á, ở cái cuộc đời này á, đáp án nằm ở trong cái gương á. Cảm ơn mọi người đã nghe hết những cái tâm sự này của mình ha. Hãy để lại bình luận của mọi người ở phía bên dưới để mình có thể hiểu thêm về mọi người ha. Mình sẽ ra video mới mỗi tuần. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.